I mean, we've got a lot of racist policies in our past, but this one was the mother of them all. Với nhiều người, Úc là miền đất hứa với cuộc sống hiện đại, văn minh và các chính sách xã hội hợp lý, công bằng và tiến bộ. Đó cũng là lý do vì sao nhiều người nước ngoài sẵn sàng nhập cư sang Úc để cải thiện môi trường sống và cuộc sống của họ. Nhưng sau ánh hào quang của hiện tại, nền tảng của xã hội Úc xây dựng trên lịch sử phân biệt chủng tộc, quá khứ tối tăm không ai muốn nói. Trước khi cùng tôi khám phá vấn đề này, hãy nhấn subscribe để ủng hộ kênh tại Úc. Để tôi kể bạn câu chuyện của một cậu bé thổ dân vào những năm 1900. Cha tôi là ai tôi không rõ. Tôi cũng không còn nhớ mặt mẹ hay tên mà mẹ đã đặt cho tôi. Tôi chỉ còn nhớ tôi được gọi là Noah. Sau khi tôi sinh ra, một nhóm người tới làng. Họ gom lại trẻ con trong làng rồi lái đi mất trên một chiếc xe tải con. Lúc đó, chúng tôi còn không biết đã đi bao xa, qua những đâu và sẽ đi về đâu. Tôi chỉ nhớ là họ đưa tôi và trẻ con trong làng đến một ngôi nhà lớn với một cây thánh giá bên ngoài. Lúc đó, tôi tự hỏi vì sao lại chắp hai que thành chữ thập rồi lại đặt lên mái nhà. Ở ngôi nhà này, họ dạy chúng tôi rằng người thân đã bỏ rơi mọi người và từ giờ, nhà thờ là nhà của chúng tôi, chính quyền là cha, là mẹ. Tôi còn nhớ rõ rằng mẹ tôi đuổi theo và ném đá lên xe khi đưa mọi người đi. Tôi và các bạn chẳng mấy khi được ăn no. Đồ ăn mỗi ngày chỉ là nước lỏng với chút cặn thịt và bánh mì khô. Ở trại, rau củ là thứ xa xỉ phẩm mà chúng tôi không được nếm qua hàng năm trời. Vì trại bắt mọi người theo Thiên Chúa Giáo, nên mọi người có không được ăn thịt vào thứ sáu. Thứ sáu cũng là ngày duy nhất mọi người được ăn mặc đầy đủ để đi thờ. Còn những ngày khác, chúng tôi sống một cuộc sống thiếu thốn. Kể cả vào mùa đông lạnh lẽo, không ai có một chiếc áo len để mặc cho đỡ rét. Hàng ngày, tôi và các bạn làm công việc khác nhau. Con trai chúng tôi sẽ làm việc ngoài đồng, còn các bạn gái thì làm việc nhà. Chúng tôi phải làm việc quần quật cả trong mùa đông với đôi tay và môi thâm tím. Nhiều người trong số chúng tôi bị thương nặng khi làm việc. Nhưng dù đau đến đâu, không ai được đi bệnh viện. Ở trại, tôi và các bạn phải học tiếng Anh và bị cấm sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ. Các anh chị đều ước đến một ngày họ đủ tuổi để rời trại. Tôi không biết tôi còn bao lâu nữa mới đến lượt. Tôi cũng không biết bao giờ tôi sẽ gặp lại bố mẹ và người thân. Nhiều lúc, ước muốn gặp lại cha mẹ là động lực sống duy nhất của tôi hồi đó. Stolen Generations là một chấm đen trong lịch sử Úc mà không nhiều người biết tới. Đó là những câu chuyện của những cô bé, cậu bé người dân tộc bản địa Úc bị tách rời khỏi gia đình và đưa vào những trại trẻ quản lý bởi nhà thờ hoặc các tổ chức khác. Những trại này được tạo ra và thi hành dựa trên chính sách dân tộc của chính phủ Liên bang Úc từ những năm 1860 và được thi hành cho đến những năm 1970. Thật khó tin là Úc, một đất nước văn minh, đa văn hóa, đa tôn giáo, lại có thể thi hành chính sách phân biệt chủng tộc lên chính những người dân và cộng đồng dân sống có lịch sử sống lâu dài nhất trên đất Úc. Hiện thực là, chính sách phân biệt chủng tộc là một phần của lịch sử Úc. Để biết thêm, chúng tôi đã đề cập vấn đề này trong video trước. Bạn có thể xem video về lịch sử của thủ đô Úc bằng cách nhấn vào link sau đây. Các bạn xem nên tự hỏi, vì sao Úc lại thi hành những chính sách phân biệt chủng tộc, vi phạm nhân quyền của những người dân thổ địa như vậy? Trên bề mặt, những chính sách dân tộc của Úc này được thông qua khi chính quyền Úc nhận thấy sự suy giảm của dân số thổ dân Úc sau quá trình tiếp xúc và chung sống với người da trắng. Họ lo rằng người bản địa Úc, Aboriginal, và người dân bản địa eo biển Torres, Torres Strait Islander sẽ tuyệt chủng. Mục đích chính của việc tách trẻ con lai giữa những người đàn ông da trắng và phụ nữ bản địa là để giáo dục họ những văn hóa của người da trắng và đào tạo các kỹ năng hòa nhập và làm việc trong xã hội. Đồng thời hy vọng sau nhiều thế hệ, họ sẽ kết hôn và hòa nhập hoàn toàn với những người da trắng. Nếu nhìn sơ qua, liệu các bạn có nhìn thấy tương đồng với mưu đồ hàn hóa của thời Bắc thuộc không? Hãy comment ở dưới. Không ai biết thực số trẻ em bị tách rời khỏi gia đình, nhưng có nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng ít nhất 100.000 đứa trẻ bị bắt vào trại mồ côi, tương đương với 30% tổng số trẻ dưới tuổi vị thành niên thời này. Chính sách này có những tác động nghiêm trọng lên nạn nhân, gia đình và những thế hệ tiếp theo của họ. Những trẻ em bị cách ly đã trải qua cuộc sống khắc nghiệt, bị ngược đãi, đánh đập, thậm chí lạm dụng tình dục, bị tách biệt khỏi văn hóa, ngôn ngữ và bản sắc bộ lạc. Việc này gây tổn hại nghiêm trọng với tâm lý cho nhiều thế hệ, như tâm thần phân liệt, tự tử, lạm dụng chất kích thích và các tác động tiêu cực khác. Nhận thức về Stolen Generations đã gia tăng vào cuối thập kỷ 1980 thông qua nỗ lực của cộng đồng bản địa và các nghệ sĩ và nhạc sĩ. Vào năm 1997, điều tra quốc gia về việc tách biệt trẻ em thổ dân và người đảo Torres khỏi gia đình đã thu thập hàng trăm nhân chứng và chứng cứ, góp phần đưa ra góc nhìn khách quan về những gì đã xảy ra. Thế nhưng phải hơn một thập kỷ sau đó, vào năm 2008, Thủ tướng Úc Kevin Rudd mới đưa ra thông cáo xin lỗi chính thức từ các nạn nhân, gia đình và những người bị ảnh hưởng.
Tôi nghĩ chính sách và đối xử của dân tộc thiểu số Úc cần phải học nhiều từ Việt Nam. Tôi có phần so sánh với chính sách dân tộc của Úc và Việt Nam mình trong phần tiếp theo. Vì vậy, hãy tiếp tục theo dõi. Nhiều tiểu bang và chính quyền đã đề xuất các biện pháp đền bù và hỗ trợ để đối mặt với hậu quả của The Stolen Generations, bao gồm việc cung cấp đền bù tài chính và hỗ trợ tâm lý cho những người bị ảnh hưởng và gia đình của họ. Tuy nhiên, tác động của chính sách này vẫn còn ảnh hưởng tới nhiều thế hệ về sau. Nó đã làm nổi bật vấn đề về sự bất công và tác động của nó đến cuộc sống nhiều thế hệ. Mặc dù nhiều khuyến nghị đã đưa ra để khắc phục tình trạng này, nhưng đến nay tình hình vẫn chưa được cải thiện một cách đáng kể. Khảo sát năm 2017 báo cáo khoảng cách về tuổi thọ trung bình của người dân bản địa và người Úc không bản địa được ước tính là 8,6 năm đối với nam và 7,8 năm đối với nữ. Thu nhập trung bình hàng tuần tính theo hộ gia đình của người bản địa ở những vùng hẻo lánh là $459 vào năm 2021, kém 2,5 lần thu nhập trung bình của người Úc. Vào cuối năm 2023, chính phủ Úc sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý vô cùng quan trọng nhằm thay đổi hiến pháp để thúc đẩy đối thoại hướng tới hòa giải và công lý cho những người thổ dân. Nếu được thông qua, chính phủ sẽ thành lập một tổ chức trung lập có tên là Aboriginal and Torres Strait Islander Voice, gọi tắt là The Voice. The Voice sẽ đóng vai trò là một cơ quan tư vấn độc lập và vĩnh viễn cho chính phủ. Tổ chức này sẽ cố vấn cho Quốc hội và chính phủ Australia về các vấn đề ảnh hưởng đến cuộc sống của thổ dân bản địa và người đảo Torres. Các thành viên của The Voice được lựa chọn bởi các bộ tộc bản địa dựa trên mong muốn của cộng đồng địa phương. Nếu so sánh với nước mình, Quốc hội Việt Nam có đại diện của các dân tộc thiểu số, tạo nền tảng để người dân bày tỏ quan ngại và quyền lợi của họ ở cấp quốc gia. Điều này giúp các quan điểm của họ được tính đến trong việc lập chính sách. Hiện nay, Úc mới bắt đầu quan tâm đến việc này qua The Voice. Việt Nam hiểu chính sách cho dân tộc thiểu số cần phải được ưu tiên vì đây không chỉ là vấn đề về góp phần duy trì sự đa dạng và phong phú của truyền thống của quốc gia, mà còn là để nâng cao mức sống trong những khu vực này qua giảm hạn chế trong việc tiếp cận các dịch vụ liên quan đến chăm sóc sức khỏe và giáo dục, giảm tỷ lệ nghèo đói với các dân tộc thiểu số. Một lý do nữa là để đảm bảo an ninh quốc gia. Là một nước bé, Việt Nam mình ưu tiên chính sách dân tộc để góp phần ổn định xã hội qua hợp tác có tính cách chính trị với các dân tộc và có vai trò quan trọng trong ngoại giao vì nhiều dân tộc thiểu số Việt Nam có cộng đồng lớn ở các nước bạn. Nói về những khía cạnh đã đề cập, Úc còn phải học nhiều từ chính sách dân tộc của Việt Nam mình. Các bạn nên nhớ, vấn đề phân biệt chủng tộc của Úc vẫn tiếp diễn trong thời hiện tại. Còn bạn, bạn nghĩ sao về chính sách dành cho người dân bản địa của Úc? Liệu nó có thực sự cải thiện chất lượng sống của những người thổ dân? Bạn nghĩ Úc có thể học hỏi và tiếp thu ở điểm gì từ chính sách dân tộc của Việt Nam? Hãy subscribe để xem video tiếp theo của chúng tôi về vấn đề này.